Chiều 12 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông. Nạn nhân được xác định tử vong dưới sông Sài Gòn khi đi câu cá. Theo thông tin ban đầu, một người dân sống gần khu vực sông Sài Gòn đi đến khu vực bờ sông Sài Gòn thuộc ấp 4 xã Minh Tâm huyện Hớn Quản để lấy măng tre. Khi đến khu vực sát bờ sông thì phát hiện có một thi thể đang nằm nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, người này trình báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp xuống nước, sát bờ sông, phía trên là chiếc cần câu cá. Danh tính nạn nhân chưa được xác nhận. Phía trên bờ đang còn một đôi dép tông Lào, một giỏ đựng con dao và đồ câu. Cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 100 mét là chiếc xe máy được xác định là của nạn nhân.